Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung Quốc huy động lục quân, hải quân, không quân tập trận quanh Đài Loan. Trung Quốc huy động lục quân, hải quân, không quân tập trận quanh Đài Loan. Chỉ sau 3 ngày, ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan. Ngày 23 tháng 5, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc thông báo tập trận kéo dài 2 ngày quanh đảo Đài Loan. Động thái này đến sau 3 ngày khi ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin. Cuộc tập trận bắt đầu vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 23 tháng 5, theo thông báo. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, ông Thi Nghị cho biết lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa của Trung Quốc tham gia tập trận. Khu vực tập trận bao quát eo biển Đài Loan, phía Bắc, Nam và Đông đảo Đài Loan, cũng như các khu vực xung quanh, các đảo Kim Môn, Mã Tổ, Ô Khâu và Đông Dẫn. Ông Thi cho biết, cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc tuần tra chiến đấu trên biển và trên không để sẵn sàng chiến đấu, giành quyền kiểm soát chiến trường, tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng. Tuần tra tàu chiến và máy bay gần hòn đảo Đài Loan để kiểm tra khả năng phối hợp chiến đấu và tác chiến trên thực địa của các lực lượng nói trên. Người phát ngôn này cho biết việc Trung Quốc tập trận quanh đảo Đài Loan là sự trừng phạt mạnh mẽ đối với các hành động ly khai của lực lượng Đài Loan độc lập và là lời cảnh báo nghiêm khắc trước sự can thiệp và khiêu khích của các thế lực bên ngoài. Trước đó vào ngày 20 tháng 5, ngay sau khi ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan, Bắc Kinh đã chỉ trích sự kiện này. Người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Chính phủ Trung Quốc, ông Trần Văn Hoa, nói rằng việc ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan gửi tín hiệu nguy hiểm về việc tìm kiếm độc lập của Đài Loan và đưa ra những hành động khiêu khích nhằm phá hoại hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan. Ông Trần nhấn mạnh, Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và Bắc Kinh quyết tâm giải quyết vấn đề Đài Loan và thống nhất đất nước. Lãnh đạo Đài Loan vừa nhậm chức, quân đội Trung Quốc lập tức sẵn sàng lên tiếng. Ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều cơ quan và văn phòng thuộc chính quyền hòn đảo. Ngày 20 tháng 5, ông Lại Thanh Đức đã tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan, Trung Quốc. Buổi lễ được tổ chức tại văn phòng lãnh đạo Đài Loan với sự tham gia của nhiều quan chức chính quyền hòn đảo và các phái đoàn nước ngoài theo trang tin Focus Taiwan. Tại buổi lễ nhậm chức, ông Lại được người đứng đầu cơ quan lập pháp Đài Loan Hàn Quốc du trao con dấu, tượng trưng cho việc ông trở thành lãnh đạo Đài Loan. Cũng trong sáng 20 tháng 5, bà Tiêu Mỹ Cầm cũng tuyên thệ nhậm chức cấp phó của ông Lại. Ngay sau buổi lễ, nhiệm vụ chính thức đầu tiên của ông Lại là ký văn bản bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan, tổng thư ký của văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan và tổng thư ký Hội đồng An ninh Đài Loan. Sau đó, ông sẽ chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức của các quan chức này. Theo cơ quan lập pháp Đài Loan, tổng cộng có 51 phái đoàn, trong đó có 508 quan chức nước ngoài tham dự lễ nhậm chức và các hoạt động liên quan. Vào 11 giờ, giờ Đài Loan, ông Lại sẽ đọc diễn văn nhậm chức trước tòa nhà văn phòng lãnh đạo Đài Loan. Theo Focus Taiwan, ông Lại từng là nhà lập pháp, thị trưởng thành phố Đài Nam, người đứng đầu việc hành pháp Đài Loan từ năm 2017 đến năm 2019 và sau đó trở thành cấp phó của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Trong cuộc bầu cử vào hồi tháng 1, ông Lại nhận được khoảng 40% phiếu bầu. Trung Quốc phản ứng sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức lãnh đạo Đài Loan. Sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức lãnh đạo Đài Loan, Bắc Kinh đã có phản ứng nhấn mạnh rằng hòn đảo là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Ngày 20 tháng 5 sau khi ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan Trung Quốc, Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích bài phát biểu nhậm chức của ông Lại theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Cụ thể, người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Chính phủ Trung Quốc, ông Trần Băng Hoa nói rằng, ông Lại gửi tín hiệu nguy hiểm về việc tìm kiếm độc lập của Đài Loan và đưa ra những hành động khiêu khích nhằm phá hoại hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan. Nguyện vọng chủ đạo của người dân trên đảo là hòa bình và phát triển thay vì chiến tranh và suy thoái, trong khi ông Lại đã phớt lờ dư luận, bộc lộ bản chất người công nhân tìm kiếm độc lập của Đài Loan, ông Trần nói. Ông Trần chỉ ra rằng, tình hình phức tạp và nghiêm trọng hiện nay bắt nguồn từ việc Đảng Dân Chủ Tiến Bộ của ông Lại ngoan cố giữ vững lập trường ly khai Đài Loan độc lập, bác bỏ đồng thuận năm 1992 và liên tục cấu kết với các thế lực bên ngoài để tìm kiếm độc lập cho Đài Loan. Người phát ngôn này nhấn mạnh, Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và Bắc Kinh, có quyết tâm giải quyết vấn đề Đài Loan và thực hiện thống nhất đất nước. Cho dù tình hình trên có thay đổi như thế nào và ai là người đứng đầu, điều đó sẽ không thay đổi thực tế rằng cả hai bên eo biển đều thuộc về một Trung Quốc, ông Trần cho hay.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng nhấn mạnh rằng, dù tình hình chính trị trên đảo Đài Loan có thay đổi như thế nào đi nữa, thì điều này sẽ không thay đổi rằng cả hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về một Trung Quốc. Ông Uông nói rằng, một số chính trị gia từ một số quốc gia tham gia thao túng chính trị và các vấn đề liên quan Đài Loan và điều này đã can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc lên án mạnh mẽ những động thái như vậy, ông Uông nói. Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức sáng 20 tháng 5, ông Lại Thành Đức nhấn mạnh, hòa bình là sự lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, Đài Loan sẽ không nhượng bộ và Trung Quốc phải tôn trọng sự lựa chọn của người dân hòn đảo này. Ông lại khẳng định chính phủ của ông sẽ không nhượng bộ, cũng không khiêu khích và sẽ duy trì hiện trạng, tức không tuyên bố độc lập. Tôi cũng muốn kêu gọi Trung Quốc ngừng đe dọa Đài Loan về mặt chính trị và quân sự, đồng thời cùng Đài Loan đảm nhận trách nhiệm toàn cầu trong việc nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan vào trong khu vực để đảm bảo thế giới không phải lo sợ về một cuộc tấn công nào, hãng tin AFP dẫn lời ông Lại phát biểu. Trước đó, Bắc Kinh gọi ông Lại, 64 tuổi, là kẻ ly khai nguy hiểm, người sẽ mang đến chiến tranh và suy tàn cho hòn đảo này. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo này. Trung Quốc gửi công hàm phản đối việc nghị sĩ Nhật Hàn dự lễ nhậm chức của lãnh đạo Đài Loan. Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối đến Nhật và Hàn Quốc, yêu cầu tôn trọng chính sách một Trung Quốc sau khi phái đoàn nghị sĩ hai nước dự lễ nhậm chức của lãnh đạo Đài Loan, Lại Thanh Đức. Ngày 21 tháng 5, Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối đến Nhật và Hàn Quốc sau khi phái đoàn nghị sĩ hai nước dự lễ nhậm chức lãnh đạo của Đài Loan, Lại Thanh Đức, theo đài CGTN. Cụ thể, các đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc và Nhật cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối các chuyến thăm đến Đài Loan vì Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc cho gọi chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Hàn Quốc là đi ngược lại quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Bắc Kinh và Seoul. Nguyên tắc một Trung Quốc và điều kiện tiên quyết và nền tảng cho việc thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao giữa Trung, Hàn. Chúng tôi kêu gọi Hàn Quốc thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ quan hệ song phương, người phát ngôn nói. Tương tự trong công hàm gửi đến Nhật, Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng chuyến thăm của phái đoàn Nhật đến Đài Loan đi ngược lại nghiêm trọng tinh thần cam kết Trung-Nhật, đồng thời kêu gọi Tokyo ngừng thao túng chính trị trong vấn đề Đài Loan. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi long trọng kêu gọi Nhật ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích và thao túng chính trị đối với vấn đề Đài Loan, chấm dứt mọi âm mưu, mạo hiểm ủng hộ lực lượng Đài Loan độc lập và tránh làm tổn hại thêm đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, cũng như quan hệ Trung-Nhật, theo người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật. Trước đó, ngày 20 tháng 5, chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshimasa Hayashi đã gửi điện chúc mừng ông Lại nhậm chức. Bắc Kinh cũng chỉ trích động thái này. Nhật và Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trung Quốc trừng phạt loạt công ty quốc phòng Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan. Một loạt công ty quốc phòng Mỹ bị Trung Quốc liệt vào danh sách những thực thể không đáng tin cậy vì có liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 20 tháng 5 liệt một số công ty quốc phòng Mỹ vào danh sách những thực thể không đáng tin cậy vì có liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan, theo tờ China Daily. Các công ty Mỹ bị liệt vào danh sách trên bao gồm General Atomics Aeronautical System, General Dynamics Land System và Boeing Defense Space and Security. Theo đó, những công ty này sẽ bị cấm tham gia vào các hoạt động xuất khẩu liên quan Trung Quốc và bị cấm thực hiện đầu tư mới vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, các giám đốc điều hành cấp cao của các công ty trên bị cấm vào Trung Quốc, giấy phép lao động của họ tại Trung Quốc bị thu hồi và các hồ sơ đăng ký liên quan mà họ nộp cũng sẽ không được chấp thuận. Hiện phía Mỹ chưa bình luận về thông báo trên. Trước đó vào tháng 4, Trung Quốc đã đóng băng tài sản của General Atomics Aeronautical System và General Dynamics Land System tại nước này vì đã hỗ trợ bán vũ khí cho Đài Loan. Lãnh đạo của các công ty này cũng bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Theo hãng tin AP, công ty General Dynamics điều hành khoảng một nửa hoạt động dịch vụ hàng không và máy bay phản lực ở Trung Quốc. Công ty này cũng giúp sản xuất xe tăng Abrams đang được Đài Loan mua để thay thế các phương tiện bọc thép lỗi thời. Trong khi đó, General Atomics sản xuất máy bay không người lái Predator và Raptor được quân đội Mỹ sử dụng. Philippines minh định quan hệ với Trung Quốc liên quan căng thẳng Biển Đông. Philippines đánh giá về tác động của căng thẳng địa chính trị giữa nước này với Trung Quốc trên Biển Đông tới quan hệ hai nước trên lĩnh vực kinh tế.
Ngày 9 tháng 5, Philippines cho biết căng thẳng địa chính trị giữa nước này với Trung Quốc không ảnh hưởng đến kinh tế của Philippines và Manila vẫn sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư Bắc Kinh, theo hãng tin Bloomberg. Dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những vấn đề này, tức vấn đề về địa chính trị có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế, Bộ trưởng Quy hoạch Kinh tế Philippines, ông Arsenio Balisacan nói, sau khi chính phủ Philippines báo cáo mức tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên của năm 2024 là 5,7%. Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc về Biển Đông đã leo thang trong những tháng gần đây. Theo ông Balisacan, Philippines năm ngoái đã ngừng tài trợ cho 3 dự án đường sắt của Trung Quốc vì không được cấp vốn. Chúng tôi không quay lưng lại với Trung Quốc. Tôi nghĩ bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc ở Philippines, đặc biệt là các nhà đầu tư tư nhân, chỉ vì chúng tôi gặp những vấn đề với Bắc Kinh ở biển Tây Philippines, cách Philippines gọi Biển Đông, ông Balisacan nói thêm. Mỹ-Philippines tập trận bắn rocket về phía Biển Đông giữa căng thẳng với Trung Quốc. Mỹ và Philippines bắn hàng chục quả rocket hướng về phía Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh gia tăng trên vùng biển này. Cụ thể, theo tờ South China Morning Post, vào ngày 2 tháng 5, trong khuôn khổ cuộc tập trận Palikkatan đang diễn ra, quân đội Mỹ và Philippines đã bắn hàng chục quả rocket về hướng Biển Đông. Cụ thể, những quả rocket được phóng vào khoảng 14 giờ như một phần của cuộc tập bắn tàn thật được tiến hành gần ngôi làng ven biển Kampong Ulay ở tỉnh Palawan, Philippines. Những quả rocket được bắn từ hai hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142, một hệ thống pháo phản lực hạng nhẹ có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa tới 80 km. Các quan chức quân sự hai nước khẳng định hành động trên không nhằm mục đích khiêu khích bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Trưởng tướng lục quân Philippines, ông Romulo Quemade II cho hay, chúng tôi đang mô phỏng một mối đe dọa đến từ bờ biển của chúng tôi, nên chúng tôi đang sử dụng khả năng đa lĩnh vực để bảo vệ chủ quyền của mình. Trưởng tướng Bernard Harrington, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đa miền số 1 của quân đội Mỹ cũng nói rằng cuộc tập trận không nhắm vào bất kỳ đối tượng nào. Ông Harrington nói, chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với lực lượng vũ trang Philippines. Mọi thứ của chúng tôi đang làm đều nằm trong ranh giới lãnh thổ của Philippines. Diễn biến trên đến trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Manila và Bắc Kinh trên Biển Đông. Mỹ, Trung lời qua tiếng lại. Cũng tại cuộc họp này, bà Mao chỉ trích Mỹ tấn công ác ý Trung Quốc, bám vào tâm lý chiến tranh lạnh và thường xuyên đe dọa các nước khác bằng các hiệp ước liên minh song phương sau khi Tổng thống Biden khẳng định cam kết sắt đá của Washington với Manila và Tokyo. Bà Mao cho rằng những hành động như vậy vi phạm nghiêm trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và làm suy yếu sự ổn định trong khu vực. Đáp lại, Mỹ cho rằng không có lý do gì để Trung Quốc coi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Philippines là một mối đe dọa, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng những cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo nhằm làm sâu sắc hơn và hồi sinh các liên minh và quan hệ đối tác hiện có, cũng như củng cố một số liên minh và đối tác mới, chứ không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Theo ông Kirby, không có lý do gì để Trung Quốc coi thượng đỉnh là mối đe dọa. Đây chỉ đơn giản là cuộc thảo luận khá thẳng thắn giữa ba đồng minh về những thách thức và những cơ hội chung mà chúng tôi đang cố gắng khám phá ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trung Quốc phản ứng gay gắt chiến dịch bôi nhọ của Mỹ và Nhật. Ngày 11 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cáo buộc Mỹ và Nhật thực hiện chiến dịch bôi nhọ mình sau khi lãnh đạo hai nước trên cam kết cải thiện quan hệ quân sự và kinh tế, đối phó ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương, theo tờ South China Morning Post. Bà Mao lên tiếng, bất chấp những lo ngại nghiêm trọng của Trung Quốc, Mỹ và Nhật đã tấn công và bôi nhọ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và các vấn đề hàng hải, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc và vi phạm các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Bà Mao cho biết thêm rằng, Trung Quốc lấy làm tiếc và phản đối, đồng thời có những hành động xử lý nghiêm khắc đối với các bên liên quan. Theo bà Mao, hai quốc gia trên không nên nhắm mục tiêu hoặc gây nguy hiểm cho lợi ích của các nước khác, làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo bà Mao, Trung Quốc kiên quyết phản đối tâm lý chiến tranh lạnh, thực hành chính trị bè phái theo nhóm nhỏ, cũng như những lời nói và hành động tạo ra và làm gia tăng mâu thuẫn, gây tổn hại đến an ninh và lợi ích chiến lược của các nước khác. Bà Mao tuyên bố rằng, vấn đề Đài Loan hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không cho phép sự can thiệp từ bên ngoài, và cả chính phủ Mỹ và Nhật đều đã đưa ra những cam kết nghiêm túc với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc nhở, Mỹ biến cam kết không ủng hộ sự độc lập của Đài Loan của Tổng thống Biden thành những hành động cụ thể. Bà Mao đưa ra các phát ngôn trên sau cuộc họp báo chung giữa Mỹ và Nhật ở Nhà Trắng hôm 10 tháng 4 giờ Mỹ. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề cập tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa Tokyo với Bắc Kinh về quần đảo Điếu Ngư hiện do Tokyo kiểm soát và gọi là Senkaku, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông. Trong một cuộc họp báo, ông Biden cũng khen ngợi nhà lãnh đạo Nhật vì đã sát cánh mạnh mẽ với Mỹ khi chúng tôi đứng lên vì tự do hàng hải, kể cả ở Biển Đông cũng như khi chúng tôi duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Đáp lại, ông Kishida cho biết rằng hai nước đã đồng ý tiếp tục ứng phó với những thách thức liên quan đến Trung Quốc thông qua sự phối hợp chặt chẽ. Ngoài ra, tại buổi họp báo chung, Mỹ, Nhật cáo buộc rằng việc Trung Quốc tăng tốc xây dựng kho vũ khí hạt nhân mà không minh bạch cũng như không thực hiện đối thoại có ý nghĩa gây lo ngại cho sự ổn định toàn cầu và khu vực. Liên quan đến cáo buộc trên, bà Mao cho biết rằng cái gọi là mối quan ngại mà Mỹ và Nhật bày tỏ về chính sách hạt nhân của Trung Quốc là một câu chuyện có chủ ý sai sự thật. Chúng tôi kiên quyết phản đối và sẽ không chấp nhận cáo buộc này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.